thưa quý cô chú, quý anh chị, quý bạn gần xa, thân mến, thân bằng, quyến thuộc. Dạ, ngày hôm nay thì em xin đại diện chương trình em giới thiệu một cái loại thuốc được mang tên là thuốc trị sân si mãn tính. Bởi vì sao? Bởi vì ở thời buổi bây giờ mà cái sự sân si cà khịa nó lan truyền rộng rãi dữ lắm. Đó, nhiều khi mình đăng một tấm hình trên Facebook không có đụng chạm gì tới ai hết mà nó cũng vô cà khịa, nó cũng vô sân si. Cho nên là gia đình của em đã bào chế ra một cái loại thuốc có tên gọi là thuốc trị sân si mãn tính. Cái loại thuốc này nó trị sân si triệt để. Và sân si làm chi cho cuộc đời thêm sầu bi. Hãy sử dụng thuốc trị sân si mãn tính được chiết xuất từ 1001 loại gai, trong đó bao gồm cả gai mít, gai sầu riêng. Dạ. Và khi mà sử dụng cái thuốc này rồi chỉ cần một lần thôi là dẹp ngay sân si cả đời, không bao giờ khẩu nghiệp. Dạ, xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin mời gia đình của ca sĩ Ginh Thú Kiệt. Sản phẩm là gì? Sang lên rồi ca sĩ. Ladies and gentlemen, wow. Công ty chúng tôi đến từ nước ngoài. Nước gì mà mệt chứ vậy em? Nước mề kế bên nước mì. Và hôm nay công ty chúng tôi xin được giới thiệu sản phẩm gia truyền từ đời ông sơ của chúng tôi để lại. Đó chính là keo ngâm hàm nghiệp. Xin dừng tay. Đã có trống là phải có người múa. Mời Lâm Vỹ Dạ. Mời Lâm Vỹ Dạ. Anh ơi, cái này múa lân mà em vô đây chi anh? Thúy Ngân, về nhịp là của em. Sự phối hợp của bộ ba thế hệ bắt đầu. Tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn thì bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề trách người hay giận đời mau đổi thay. Rồi, cảm ơn. Tôi chưa thấy cái bà nào mà rớt nhịp với bà này. Về nhịp là của em. Cảm ơn các anh chị. Hôm nay tôi đến với chương trình để giới thiệu một cái sản phẩm mà gia truyền 4 đời rồi. Đời thứ nhất của tôi là làm ra cái kem dưỡng thân thể. Ủa, tưởng anh em giới thiệu sản phẩm là tóc của gia đình mình chứ? Dạ không, hôm nay là cái tóc này là tôi mới đi qua Hàn Quốc design cho tôi đó. Tất cả quý vị và các anh chị đều muốn da trắng, da đẹp, da mịn màng. Nhưng quý vị quên rằng chúng ta dù có trắng, dù có mịn màng đi chăng nữa, nhưng nếu nhân phẩm của chúng ta kém thì có trắng đi chăng nữa thì cũng vứt đi. Vì vậy cho nên gia truyền của chúng tôi đã sáng chế ra một loại kem bậc nhất vô nhị. Đó là kem dưỡng da phục hồi nhân phẩm. Xin cảm ơn. Dạ, kem này chiết xuất từ thiên nhiên ở trên đỉnh núi Colombia. Và... excuse me, đỉnh núi gì anh? Colombia. Colombia, dạ. Yes sir. Và thảo dược này nó chiết xuất từ 1800 cái loại vi sinh trùng. What? Excuse me, vi sinh trùng là gì thưa ông? Dạ, cái vi sinh trùng nó nằm ở trong một cái tế bào. Ở trên cung trăng. Chúng tôi đã lấy được cái tinh chất đó và chế ra được kem dưỡng da phục hồi nhân phẩm. Khi chúng ta sức vào thì tự nhiên nhân phẩm của chúng ta được đưa lên và làm cho chúng ta thông minh hơn, tốt bụng hơn, và quan trọng hơn nữa là làm cho chúng ta gần gũi với nhau hơn. Đối tượng dùng kem này là ai thưa giáo sư? Những người nào hay cao có nè, những người nào hay gây lộn nè, và những người nào hay chửi lộn nè, và những người nào hay gặp nhau là muốn ấu đả thì hãy dùng kem phục hồi nhân phẩm. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, dạ, chia tay với kem phục hồi nhân phẩm, chúng ta đến với một sản phẩm của một thế hệ gia đình đông con đẹp gái từ Cai Lậy. Xin mời Lê Huỳnh Thúy Ngân. Dạ, Dạ, hôm nay em xin được kính chào tất cả mọi người. Em xin được giới thiệu sản phẩm đặc trưng của miền Tây quê em. Đó chính là kem đánh răng diệt nghiệp. Thì mọi người ơi, mọi người đừng để hàm răng của chúng ta bị ố vàng vì những mảng bám của khẩu nghiệp. Vì vậy, hãy chung tay sử dụng kem đánh răng diệt nghiệp để có một hàm răng trắng sáng, không khẩu nghiệp, không mảng bám. Xin hỏi ai là những người có thể dùng được loại kem này? Những ai mà nói nhiều, nói sai, mà hay sân si, mà hay kể xấu người khác và hay nói người khác mập thì nên dùng kem đánh răng này nha. Em nghĩ là em sẽ tặng cho anh 1 năm sử dụng kem miễn phí của em đó anh Giang à. Bé này ốm quá anh Long hả? Bé này thon thả. Thon. Anh em mình không dùng kem này. Thưa quý vị, cảm ơn gia đình Lê Huỳnh Thúy Ngân. Ở đây là xin giới thiệu gia đình đến từ Cầu Bình Lợi, Lâm Vỹ Dạ. Và kính thưa quý cô chú, quý anh chị, quý bạn gần xa, thân mến, thân bằng, quyến thuộc. Dạ, ngày hôm nay thì em xin đại diện chương trình em giới thiệu một cái loại thuốc được mang tên là thuốc trị sân si mãn tính. Bởi vì sao? Bởi vì ở thời buổi bây giờ mà cái sự sân si cà khịa nó lan truyền rộng rãi dữ lắm. Đó, nhiều khi mình đăng một tấm hình trên Facebook không có đụng chạm gì tới ai hết mà nó cũng vô cà khịa, nó cũng vô sân si. Cho nên là gia đình của em đã bào chế ra một cái loại thuốc có tên gọi là thuốc trị sân si mãn tính. Cái loại thuốc này nó trị sân si triệt để. Và sân si làm chi cho cuộc đời thêm sầu bi. Hãy sử dụng thuốc trị sân si mãn tính được chiết xuất từ 1001 loại gai, trong đó bao gồm cả gai mít, gai sầu riêng. Dạ. Và khi mà sử dụng cái thuốc này rồi chỉ cần một lần thôi là dẹp ngay sân si cả đời, không bao giờ khẩu nghiệp. Dạ, xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin mời gia đình của ca sĩ Ginh Thú Kiệt. Sản phẩm là gì? Sang lên rồi ca sĩ. Ladies and gentlemen, wow. Công ty chúng tôi đến từ nước ngoài. Nước gì mà mệt chứ gì em? Nước mề kế bên nước mì. Và hôm nay công ty chúng tôi xin được giới thiệu sản phẩm gia truyền từ đời ông sơ của chúng tôi để lại. Đó chính là keo ngâm hàm nghiệp. Và loại kèo này giúp cho chúng ta trị được bệnh khẩu nghiệp. Và chúng tôi đang muốn liên kết với công ty của cô Thúy Ngân đây để mà hợp tác. Vì sau khi ăn kẹo xong thì chúng ta dễ bị sâu răng. Sau đó chúng ta sẽ dùng keo đánh răng để hết sâu răng. Đó, quá hay. Xin cảm ơn. Cái kẹo này có trị bệnh đớp không? Có luôn. Bây giờ là sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Xin mời. 안녕하십니까 여러분, 하리원입니다. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hari Won. Hôm nay Hari sẽ đưa cái sản phẩm rất là đặc biệt, đó là sơn tịnh khẩu. Bình thường là con người hay khẩu nghiệp, chúng ta khi bôi lên một cái son này thôi là trôi ngay khẩu nghiệp. Nhất là bạn Lâm Vỹ Dạ hoặc là bạn... Excuse me, tịnh khẩu không phải là khẩu nghiệp, tịnh khẩu là dùng cái son này vô là cái miệng mình không nói nữa. Không nói nữa. Đúng rồi, thì em biết ai dùng nhiều nhất rồi gì? Cậu gì MC bên 17 đó. Chuyển qua quận 4 rồi. Thì chồng em cũng từ khi xài cái son này thì không có nói nữa. Nhưng mà bây giờ thay vì nói thì đánh máy. Thì bây giờ cũng không biết phải làm như thế nào. Nói chung là các bạn ơi, nhanh tay, nhanh chân đặt hàng ngay. Chúng tôi sẽ free ship toàn quốc và toàn thế giới luôn. Hãy vì thế giới không khẩu nghiệp. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Mà chúng tôi cũng khuyên Hari Won là đừng cho chồng mình xài. Tại vì khi chồng mình càng xứng này vô là càng ít nói lại. Mà không nói nữa thì sao kiếm tiền. Cái son này phải đưa cho những người làm nhà hàng như anh Long dùng. Khách vô cho thoa miếng ăn rồi về, không chê. Đúng không? Chính xác không?